Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mưa bão kinh hoàng đã làm cho hai đập nước khổng lồ tại Nội Mông, Trung Quốc bị vỡ tan. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, hai con đập khổng lồ ở thành phố Hô Luân Bối Nhĩ thuộc vùng Nội Mông, miền Tây Bắc Trung Quốc đã bị sập trong chiều ngày hôm qua. Người dân sống ở hạ nguồn đã được sơ tán và hiện nay chưa ghi nhận thương vong nào, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp trong mùa mưa lũ. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, hai con đập này đã tạo nên các bể chứa nước khổng lồ với sức chứa lên tới 44 triệu mét khối nước. Trong tuần qua, thành phố Hô Luân Bối Nhĩ đã phải hứng chịu lượng mưa lên tới 387mm, trong khi lượng mưa tại trạm quan sát Morinja A ở trung tâm Nội Mông đo được là khoảng 423mm. Chính quyền thành phố Hô Luân Bối Nhĩ cho biết, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng tới 160.660 người và hơn 201.500 hecta đất nông nghiệp bị ngập lụt. Nhiều cây cầu về hệ thống cơ sở hạ tầng khác cũng bị phá hủy. Trong cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng đã ban bố cảnh báo màu vàng trước nguy cơ xảy ra dông bão tại nhiều khu vực của nước này và khuyến cáo các chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp đề phòng. Trung tâm này dự báo, vào lúc 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ hôm nay, mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Thiểm Tây, An Huy, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Quý Châu và Hồ Nam. Nhiều khu vực thuộc tỉnh Sơn Tây, Hà Nam, Vân Nam và Quảng Đông sẽ có mưa dông với lượng mưa lên đến 360mm. Một số vùng sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh và mưa bão, với lượng mưa hơn 270mm/giờ. Đặc biệt là khu vực Giang Tô và Quảng Đông, nơi đang bị mưa bão với lượng mưa lớn và gió mạnh gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã khuyến cáo các chính quyền địa phương cần phải đề phòng nguy cơ ngập lụt và lở đất, theo đó dừng tất cả các hoạt động ngoài trời ở những khu vực nguy hiểm. Kính thưa quý khán giả thân mến, nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập, khi đêm hôm qua tới rạng sáng ngày hôm nay, một cơn mưa to kéo dài suốt 9 tiếng đồng hồ đã nhấn chìm các tỉnh như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Vũ Hán, Hồ Bắc, làm cho thủ đô Bắc Kinh cùng nhiều nơi ngập chìm trong biển nước. Quý vị thân mến, người ta nói vui rằng cuộc đời có vay có trả, luật nhân quả sẽ không từ bất kỳ một ai, ác giả thì ác báo. Có lẽ lúc này đang ám chỉ Trung Quốc. Trung Quốc đang gánh chịu muôn vàn hậu quả. Từ đầu tháng 4, toàn Trung Quốc chỉ là nước với nước. Nói về tội ác của Trung Quốc thì nhiều vô số kể, nhưng chúng ta chỉ nói đến những việc mà Trung Quốc đã làm đối với cả Việt Nam chúng ta mà thôi. Chẳng nói gì xa xôi, ngay từ đầu tháng 2 năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, Việt Nam của chúng ta dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã cử người đến thành phố Vũ Hán và gửi hàng hóa để ủng hộ, cứu giúp Trung Quốc, nhưng Trung Quốc vẫn cho tàu chiến đâm chìm tàu cá ngư dân Việt Nam ở gần ngay quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Rồi đến tháng 5 chúng ra lệnh cấm đánh bắt cá ngoài khơi biển Đông quanh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, ngay chính vùng biển của mình. Chúng lý giải rằng những vùng biển này đang có tranh chấp và nó thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò mà chúng tự vẽ ra và tự thừa nhận, chứ trên quốc tế, không một ai, không một nước nào thừa nhận con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc. Những hành vi trên của Trung Quốc là không thể dung tha và chấp nhận được, trời không dung, đất cũng không tha. Cho nên mẹ thiên nhiên và ông trời được cho là vẫn tiếp tục trút những cơn mưa dữ dội vào phía Trung Quốc, bão tố liên tục mịt mờ, liên tục đổ bộ, bồi mưa lớn đến khi nào vỡ con đập Tam Hiệp thì mới thôi. Và đây chính là nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật, đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng những việc làm sai trái của phía Trung Quốc đã làm hại cho biết bao nhiêu người dân Việt Nam chúng ta, thiệt hại biết bao nhiêu của cải, cuộc sống của ngư dân bị đảo lộn và không được ổn định. Hiện tại, dịch bệnh Covid-19 mà chính Vũ Hán, Trung Quốc là nơi bùng phát đã làm đảo lộn cuộc sống tươi đẹp của Việt Nam chúng ta nói riêng và thế giới nói chung, để đến bây giờ Trung Quốc phải hứng chịu hậu quả khi để sống con virus không khai báo kịp thời với thế giới đề phòng chuẩn bị phòng tránh nó. Tiếp đến là đầu tháng 4 tới nay, khi mưa lũ hoành hành tại Trung Quốc, người dân của Trung Quốc chạy như ong vỡ tổ, nhà cửa thì bị chìm trong biển nước, ô tô, biển hiệu, phương tiện trôi lênh láng trên đường. Bởi vì đường phố của Trung Quốc bây giờ đã biến hết thành sông, thành hồ, những ngôi nhà cao 4 đến 5 tầng thì bây giờ còn cái nắp là không bị ngập. Thảm cảnh kinh hoàng mà trong lịch sử chưa bao giờ xảy ra đối với cả Trung Quốc. Nhiều quý vị nói rằng những hình ảnh thiên tai, lũ lụt của Trung Quốc chỉ có trên phim ảnh hoặc là hư cấu, nhưng nó lại đang xảy ra hoàn toàn đối với Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, khiến cho thế giới cũng phải xót thương. Thấy vậy, chính phủ Việt Nam đã viện trợ cho phía Trung Quốc nhiều lương thực, thuốc men để phía Trung Quốc chống thiên tai và nạn đói. Nhưng nào ngờ chúng ta lại nhận được sự đền ơn của Trung Quốc bằng việc tàu chiến của Bắc Kinh vẫn đang tập trận bắn đạn thật, máy bay của Trung Quốc vẫn lượn xung quanh quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa để uy hiếp Việt Nam, tàu chiến hạm đội Nam Hải vẫn ngày đêm tập trận,
bồi đắp đảo nhân tạo nhằm nuốt trọn 95 diện tích Biển Đông. Trung Quốc vẫn chứng nào tận nấy, vẫn đem quân muốn xâm chiếm Biển Đông của chúng ta và một số nước trong khu vực. Nói thế để biết rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình là một loại như thế nào rồi. Và nhiều nước họ đang tránh xa Trung Quốc không phải bởi vì họ sợ chính quyền ông Tập, mà ở đây là họ không muốn kết giao kết thân, không muốn giữ mối quan hệ đối với cả phía Trung Quốc nữa. Nói một cách khác, Trung Quốc làm mất lòng tin đối với cả thế giới, cho nên trên thế giới đã có rất nhiều nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Gia, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ và Nga tuyên bố sẽ chấm dứt quan hệ đối với Bắc Kinh bởi vì họ không muốn dây dưa với cả Trung Quốc nữa. Kính thưa quý vị, ông trời luôn có mắt, pháp luật thì luôn luôn bảo vệ lẽ công bằng, Trung Quốc gieo gió thì ắt gặp bão, Việt Nam của chúng ta nhân từ hiền hòa, cho nên được trời và đất bảo vệ. Trung Quốc muốn chiếm Biển Đông thì ông trời cho mưa. Trung Quốc muốn dùng vòi rồng phun vào tàu thuyền của nước ta thì ông trời cho vòi rồng quật đổ nhiều khu vực của Trung Quốc. Trung Quốc muốn đem con virus và vũ khí sinh học lan ra toàn thế giới thì ông trời đã để sổng con virus corona tàn phá thành phố Vũ Hán và 31 tỉnh thành khác của Bắc Kinh. Trung Quốc muốn chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Triều Tiên, Ấn Độ, Myanmar thì đập tam hiệp của Trung Quốc ắt sẽ phải vỡ. Và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ đất nước của Trung Quốc. Bản đồ của thế giới sẽ không còn tên của Bắc Kinh nữa. Như vậy thì chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ bị tan vỡ và bị sụp đổ. Và nhiều tội ác của Trung Quốc mà chúng tôi trong bản tin ngắn này không thể nào liệt kê ra hết cho quý vị quý khán giả nhé. Tới đây, nếu cảm thấy những lời nói trên của ban biên tập của chúng tôi là chính xác thì hãy để lại một lượt bình luận và một lượt like đăng ký kênh. Đừng quên bổ sung những tội ác của Bắc Kinh, của chính quyền ông Tập để mọi người thảo luận với nhau, đưa ra ý kiến. Thưa quý vị, một số tội ác trên đã khiến cho Trung Quốc nhận lại kết quả của thiên tai, dịch bệnh khiến cho mưa lũ liên tục xuất hiện từ đầu tháng 4 vừa qua mà chưa có dấu hiệu giảm. Điện, đường trường, trạm bị phá hủy, vỡ đê, vỡ đập khắp nơi nơi, người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Còn người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được cho là vẫn ăn sung mặc sướng, chăn ấm đệm êm, hàng ngày vẫn không quên ủ mưu đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ để xâm chiếm Biển Đông. Và nếu những hành động trên mà không dừng lại gấp thì chắc chắn Trung Quốc còn gánh chịu nhiều hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, mưa lũ ở Trung Quốc chưa chấm dứt, Trung Quốc lại xuất hiện thêm mầm mống bệnh truyền nhiễm khác. Bệnh này được cho là còn nguy hiểm hơn cả COVID-19, nhưng phía Trung Quốc đang giấu thông tin này với cả thế giới. Và nếu như nguồn tin trên là sự thật, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ bị lụi tàn, bị đánh sập vào tháng 12 năm nay. Đây chính là lời tiên tri của cậu bé Ấn Độ nổi tiếng trên thế giới. Cậu bé tiên tri nói rằng năm 2022 là một năm đại họa của Trung Quốc, quả đúng là không sai. Và cậu bé còn dự báo rằng cuối năm nay Trung Quốc sẽ sụp đổ nếu như chính quyền ông Tập Cận Bình không tu tâm, tích đức, đối xử tốt với cả một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Kính thưa quý vị, một số cư dân mạng bình luận rằng dường như ông trời, mẹ thiên nhiên đang muốn quét sạch Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là ông Tập Cận Bình, người được cho là cầm đầu chuyên đi xâm chiếm Biển Đông, lãnh thổ các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. 100 triệu người dân Trung Quốc hoan hô và hưởng ứng mạnh mẽ khi lực lượng biên phòng, các lực lượng chức năng khác của Việt Nam đã phát hiện, bắt sống một số người Trung Quốc vượt biên trái phép vào lãnh thổ Việt Nam bằng đường mòn biên giới và đang lẩn trốn ở thành phố Hà Nội, cũng như một số tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên. Kính thưa quý vị, trong suốt những ngày vừa qua đã có rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như các trang mạng xã hội đưa tin về tình hình mưa lũ, bão tố mịt mờ ở Trung Quốc, kèm theo đó là rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Nhiều người nói rằng sấm sét có đánh trúng cơ quan đầu não chính quyền ông Tập thì cũng không hết tội. Còn có rất nhiều ý kiến khác bình luận rằng, mong trời và đất hãy tiếp tục ra tay trừng trị tận gốc Trung Quốc, bởi vì chỉ có như vậy thế giới mới được bình yên. Hầu hết các ý kiến đều nói Trung Quốc chính là nguyên nhân gây ra những rắc rối trên thế giới. Điều đó đã được minh chứng qua những cuộc đụng độ đầy lửa trên Biển Đông, đối đầu căng thẳng ở biên giới, đánh chiếm quần đảo ở vịnh Bắc Bộ, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, gây ra nhiều vấn đề rắc rối cho thế giới như đại dịch COVID-19. Ngoài ra còn gây ra nhiều hiềm khích với Mỹ, luôn nuôi tham vọng nguy hiểm, hòng khống chế thế giới. Còn rất nhiều tội ác mà chúng tôi không thể kể hết ra đây được. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trong suốt gần 2 tháng vừa qua, bầu trời của phía Trung Quốc liên tục u ám, đen tối, mang theo những cơn mưa to đến rất to, liên tục ồ ạt chút hàng tỷ mét khối nước từ trên thượng nguồn con đập Tam Hiệp xuống hạ lưu con sông Dương Tử từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam. Thiệt hại là không thể quy đổi ra bằng tiền. Thế nhưng, chính quyền ông Tập Cận Bình một mặt nói rằng dân chúng của Trung Quốc vẫn đang bất ổn, quân đội của Bắc Kinh vẫn đang bắn đạn thật, tập trận rầm rộ ở ngoài Biển Đông. Mặt khác, ông Tập lợi dụng việc mưa bão kéo dài trong nhiều ngày qua để kêu gọi các nước trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, hãy ủng hộ Trung Quốc bằng tiền, lương thực,
thực phẩm hoặc bằng vàng cũng được để Trung Quốc phân phát cho những người dân đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì nhà cửa của họ đã bị lũ cuốn trôi đi hết rồi. Kính thưa quý vị, vào đêm ngày hôm qua, trên một tờ báo địa phương Trung Quốc cho biết, lũ lụt tồi tệ nhất đất nước này trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần do sự nóng lên toàn cầu, cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc cho biết mùa hè năm nay, hàng chục triệu người trên khắp đất nước Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả gây ra lũ lụt, lở đất ở các thành phố, làng mạc tại hàng chục tỉnh thành phía Nam Trung Quốc. Đây là trận lụt tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Mưa lớn vùi dập 27-31 tỉnh kể từ đầu tháng 4 tới bây giờ, ảnh hưởng đến khoảng 97 triệu người dân, khiến cho 1.550 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc vào hôm qua cho biết, thiệt hại kinh tế cho đến nay ước tính khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, nhưng con số này được cho là thống kê chưa đầy đủ, còn thực tế nó phải gấp hàng trăm lần. Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu ở Nam, bắt đầu ở tỉnh Quảng Tây và Hồ Nam vào đầu tháng 4. Những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng rộng lớn của đất nước, bao gồm tỉnh Giang Tây ở phía Đông, Anhui ở phía Nam và Hồ Bắc ở miền Trung. Ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ được nâng lên mức cảnh báo cao nhất ở nhiều nơi. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại Tuyên Quang. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa to đến rất to. Mưa lớn đã gây lũ trên hệ thống sông, suối và ngập úng nhiều diện tích lúa, cây màu. Nhiều cầu tràn trên các tuyến quốc lộ 2C và quốc lộ 37 bị ngập gây chia cắt giao thông. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, có nơi mưa trên 200mm một đợt. Hệ thống sông suối thuộc địa bàn tỉnh đã xuất hiện lũ biên độ từ 1-3m. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, đặc biệt ở những nơi có địa hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá yếu, kém, ổn định và ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối. Để chủ động ứng phó khắc phục hậu quả của hoàn lưu bão số 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời tới người dân, chủ động các biện pháp phòng chống lũ, lũ quét, sạt lở đất. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông, thủy lợi, đặc biệt là các công trình đang có sự cố, đang thi công, hồ chứa đã tích đầy nước, cầu ngầm, tràn, đê, kè, cống dưới đê, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi tình huống, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu. Khi có thiên tai xảy ra, phải chủ động sử dụng ngân sách dự phòng cấp huyện để khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất. Một số thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 ở Hải Phòng. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài từ chiều qua đến sáng nay đã khiến nhiều khu vực của Hải Phòng bị ngập lụt, có nơi ngập sâu. Phóng viên báo Nhân dân ghi lại một số hình ảnh thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn thành phố cảng. Nhiều tuyến đường ngập trong nước ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện. Đến trưa nay, tại những đoạn trũng thấp của một số tuyến phố như Lê Lợi, Cầu Đất, Lạch Tray, Nguyễn Bình, Lê Hồng Phong, Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Vũ Trọng Khánh, Đình Đông, quận Lê Chân, Phan Bội Châu, Trần Tất Văn, quận Kiến An và những khu vực trũng, nhất là các ngõ trên địa bàn quận Hải An vẫn ngập nước. Mưa liên tục trong đêm đã khiến nhiều ô tô bị chết máy do ngập nước, các xe cứu hộ hoạt động hết công suất, nhiều xe ô tô nằm trên đường đến trưa nay mới có thể cứu hộ. Nhiều cây xanh lớn trên các phố Trần Phú, Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hai Bà Trưng, Nguyễn Sơn Hà, quận Lê Chân bị đổ gãy. Cây xanh mới trồng trong các công viên cũng bị đổ, một số biển quảng cáo lớn bị gió quật ngã gây nguy hiểm cho khu vực chung quanh. Lực lượng chức năng đang khẩn trương thu dọn giải tỏa, đảm bảo giao thông đi lại của người dân. Nhiều tuyến phố, khu dân cư tại thành phố Việt Trì ngập sâu. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đêm qua trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có mưa lớn khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư úng ngập. Trong đó nhiều tuyến phố bị ngập sâu khiến sáng nay nhiều phụ huynh không thể đưa con đến trường. Chị Luyện Thị Thu Hưng ở phường Dũ Lâu, thành phố Việt Trì cho biết sáng nay chị không thể đưa con đi học tại một trường mầm non trên địa bàn phường vì đường đến trường nhiều đoạn bị ngập, có những điểm ngập sâu gần 1m nên đành phải cho con về nhà. Còn chị Đỗ Thị Hoa, nhà ở đường Nguyễn Du kéo dài chia sẻ, đoạn đường này nhiều năm nay cứ mưa to là ngập.
Trận mưa đêm qua khiến nước tràn cả vào nhà. Hiện chị Hoa đang tranh thủ nước rút để dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn ghế và các vật dụng. Nhiều người dân cho biết tình trạng cứ mưa là ngập tại nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố Việt Trì. Trong những năm gần đây, một phần nguyên nhân là do tình trạng ao, hồ, ruộng trên địa bàn thành phố bị san lấp để xây dựng các khu đô thị, các công trình công cộng khiến việc thoát nước chậm, gây ngập úng cục bộ tại nhiều nơi. Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn thành phố Việt Trì, một số tuyến đường, khu dân cư ngập sâu như Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Nguyễn Du, Phù Đồng và một số khu dân cư như khu đô thị Minh Phương, phường Nông Trang, khu dân cư Đè Sòi, phường Dữu Lâu. Nước ngập sâu khiến việc sinh hoạt đi lại của người dân bị đảo lộn. Nhiều khu vực ở Quảng Ninh bị ngập sau bão số 3. Bão số 3 đã gây ngập úng sạt lở tại nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Ninh, tuy nhiên chưa gây thiệt hại về người. Tính từ 0 giờ ngày hôm nay, tổng lượng mưa trên địa bàn thành phố Uông Bí đo được khoảng 153mm, mưa to gây ngập úng nhiều khu vực, trong đó có nhiều nhà dân. Tổng số hộ dân bị ngập lụt nhà, theo thống kê nhanh của thành phố là 321 hộ, trong đó 38 hộ bị ngập sâu đã được thành phố Uông Bí di rời người và tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm. Bão số 3 cũng đã làm gãy đổ khoảng 50 cây xanh trên một số tuyến phố của thành phố Uông Bí và xảy ra sạt lở cục bộ tại phường Vàng Danh, Bắc Sơn và xã Thượng Yên Công, sạt lở 20m kè suối, 40m tường kè, 5 vị trí sạt lở đất đá, trong đó sạt lở nhiều nhất là ở dốc Quảng Hái và đường vào Nam Mẫu 2 thuộc xã Thượng Yên Công và phường Bắc Sơn, đổ sập 20m tường rào, đổ 2 cột điện, gãy nhiều cây xanh. Tại thành phố Hạ Long, bão số 3 đã ngập úng tại một số phường và sạt lở cục bộ ở 10 điểm. Chính quyền thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng di rời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đến vị trí an toàn. Tại thành phố Móng Cái, bão số 3 đã làm gãy đổ khoảng 250 cây xanh trên các tuyến phố, 31 cột điện khu dân cư, ngập khoảng 20 hectare lúa màu, 7 hộ bị bay tốc mái, một số điểm bị ngập cục bộ ở phường Hải Hòa. Tại huyện Tiên Yên, mưa to kéo dài cũng đã gây ngập úng một số nhà dân ở thôn Hà Tràng, xã Đông Hải. Đến thời điểm này, tại khu vực km 15 trên quốc lộ 18A đoạn qua thành phố Cẩm Phả, do lượng mưa lớn và kéo dài đã gây ngập úng cục bộ, giao thông bị tê liệt, một số ô tô bị chết máy do ngập nước. Tại các điểm ngập úng này, cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ hướng dẫn, phân luồng và điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện. Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người do bão số 3 gây ra. Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ trưa chiều ngày 25 đến đêm ngày 26 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Riêng Thanh Hóa từ 50-100mm, có nơi hơn 150mm. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ trưa chiều qua đến đêm nay ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi hơn 250mm. Riêng Thanh Hóa 50-100mm, có nơi hơn 150mm. Từ ngày mai mưa lớn giảm trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa. Khu vực Hà Nội từ chiều qua đến đêm nay có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi hơn 180mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm qua, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to, mưa dông tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi hơn 50mm. Cảnh báo mưa dông trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày hôm nay, từ ngày mai mưa dông giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp 1. Các sông suối ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đề phòng lũ với biên độ từ 2-3m. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, thượng lưu các sông suối ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 2-3m, hạ lưu từ 1-2m. Sáng nay, mực nước trên thượng lưu các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đang lên. Cảnh báo hôm nay, thượng lưu các sông suối ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ ở khu vực thượng lưu các sông từ 2-3m, hạ lưu từ 1-2m.
Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức báo động 1. Mực nước đỉnh lũ tại hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và Thanh Hóa. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các khu đô thị thuộc các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, Cẩm Phả. Theo cảnh báo của các chuyên gia khí tượng, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối, khu vực miền núi. Lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần cảnh giác trước những dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu. Nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất. Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng ở khu vực trũng thấp. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, ngày và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông kèm gió giật. Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50-100mm, có nơi hơn 150mm, Thanh Hóa 30-60mm, có nơi hơn 80mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-70mm, có nơi hơn 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm nay, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to, mưa dông tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi hơn 50mm. Từ ngày mai, mưa dông giảm hẳn. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt có thể xảy ra, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay tại các khu vực trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Sóng gió mạnh cấp 3-4, sau giảm dần, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Sóng gió mạnh cấp 3-4, riêng khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật cấp 6-7, sau giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi hơn 35 độ C. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi.
riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi hơn 33 độ C. Xuất hiện sạt lở, ngập úng ở một số địa phương sau bão số 3. Mặc dù bão số 3 đã suy yếu nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn đang có mưa lớn gây sạt lở, ngập úng ở một số địa phương. Sáng ngày hôm nay, bão số 3 đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Đến 1 giờ ngày hôm nay, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 3. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, từ chiều qua toàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, gió phổ biến đạt cấp 4-5, khu vực Móng Cái, Cô Tô, gió cấp 5-6, giật cấp 8. Lượng mưa từ 19 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay tại một số điểm trên địa bàn tỉnh từ 76,8mm, thị xã Đông Triều và cao nhất là 299,4mm, thành phố Cẩm Phả. Để ứng phó với cơn bão số 3, tỉnh đã ra các văn bản công điện chỉ đạo, cấm biển từ 12 giờ ngày hôm qua, kiểm tra công tác chống bão, các địa bàn huyện Vân Đồn, Ba Chẽ, các địa phương trong tỉnh thành lập đoàn công tác do lãnh đạo địa phương làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó trên địa bàn. Tỉnh cũng đã huy động lực lượng vũ trang với 1.510 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ và hiệp đồng lực lượng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 đóng trên địa bàn. 14 xe ô tô, 6 tàu, 22 xuồng và các trang thiết bị, phương tiện khác, tất cả đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Bộ đội biên phòng tỉnh bắn 32 quả pháo kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền về nơi tránh trú tại các địa điểm quy định. Các đơn vị cũng đã kêu gọi tàu thuyền đảm bảo an toàn khu nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ 496 tàu của tỉnh đã về nơi tránh trú lúc 16 giờ ngày hôm qua. 6.250 chiếc tàu cá các loại đã neo đậu an toàn trong chiều hôm qua. 14.502 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã chủ động gia cố và thông tin đến khoảng 1.000 lao động tại các khu nuôi trồng thủy sản để chủ động các biện pháp an toàn chiều ngày hôm qua. Gần 4.000 khách du lịch đều được thông tin về bão để chủ động phương án ứng phó. Trong ngày hôm qua, đã đưa 500 khách du tuyến đảo về bờ an toàn, còn lại 364 khách có nhu cầu ở lại đảo, địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tiếp tục đón chú đáo. Về thiệt hại, đã xuất hiện lũ trên các sông, suối khu vực miền đông của tỉnh từ tối ngày hôm qua, hiện nước đang rút dần. Tuy nhiên, tại thành phố Hạ Long đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại các phường Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Hà Khánh, Dân Chủ, sạt lở cục bộ 10 điểm tại phường Hùng Thắng, Hà Khẩu, Hồng Hải, Bãi Cháy, Yết Kiêu, Hà Trung. Thành phố đã di rời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đến vị trí an toàn, gãy đổ khoảng 50 cây xanh trên một số tuyến phố. Thành phố Uông Bí sạt lở cục bộ tại phường Vàng Danh, Bắc Sơn và xã Thượng Yên Công, thành phố Móng Cái gãy đổ hơn 120 cây xanh trên các tuyến phố, 20 cột điện khu dân cư, ngập khoảng 14 hectare lúa màu, ngập cục bộ khu vực Hải Hòa. Các địa phương không có thiệt hại về người và đang tiếp tục rà soát tình hình trên địa bàn. Sạt lở nghiêm trọng tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Do nằm gần khu mỏ khai thác đất sét của công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy, cộng với ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực đồi tên lửa tổ 6 khu 3B phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long có hiện tượng sạt lở đất đá, sụt lún nhà cửa nghiêm trọng. Căn cứ diễn biến tình hình thời tiết trước đó, phường Giếng Đáy đã làm việc với công ty cổ phần Viracera Hạ Long, đề nghị công ty hỗ trợ bố trí tạm cho các hộ dân di chuyển vào ở tại khu nhà tập thể của công ty. Công ty đã bố trí 12 phòng ở, tuy nhiên các hộ dân đã đề nghị được chủ động tự lo chỗ ở tạm. Đồng thời, Ủy ban nhân dân phường đã bố trí phân công lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên, ban bảo vệ dân phố ứng trực, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của các hộ dân, tiếp tục theo dõi các biến dạng của vết nứt, sụt lún để có các biện pháp xử lý kịp thời. Được biết, khu 3B phường Giếng Đáy nằm sát ngay khu vực mỏ khai thác sét của công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy. Nhiều tháng qua, một số nhà dân đã xuất hiện hiện tượng bị sụt lún và xuất hiện nhiều vết rạn nứt, đặc biệt do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong ngày hôm qua và sáng nay, một số công trình phụ của nhà dân đã bị đổ sập hoàn toàn và hiện tượng sụt lún nứt gãy ngày càng nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Giếng Đáy, sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân phường đã kiểm tra hiện trạng, yêu cầu dừng ngay việc khai thác đất sét tại mỏ của công ty. Tiếp đó, Đoàn Giám sát Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân phường Giếng Đáy khóa 10 cũng đã tổ chức giám sát về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở đất tại tổ 6, khu 3B và tổ 7, khu 5, phường Giếng Đáy do công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy khai thác đất sét gây ra. Tuy nhiên, đến nay công ty chưa có biện pháp khắc phục triệt để. Mới đổ đất hoàn nguyên được một phần mỏ của mỏ khai thác đất sét. Tích cực khắc phục thiệt hại do bão số 3 Ma-ôn gây ra. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Ma-ôn, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt cục bộ, nhiều cây xanh bị đổ, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Hiện lực lượng chức năng các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực khắc phục những thiệt hại do bão số 3 Ma-ôn gây ra. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh thông tin về tình hình khắc phục thiệt hại do bão tại các địa phương. Tại thành phố Hạ Long, nhiều khu vực đã bị sạt lở do mưa bão. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân tại các điểm sạt lở. Người dân tổ 65 khu 8 phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long dọn dẹp nhà cửa do bị nước ngập vào nhà. Các hộ dân phường Hồng Hải cũng tích cực dọn dẹp vệ sinh ngõ vào khu dân cư. Lực lượng chức năng huyện Tiên Yên di chuyển đồ đạc cho các hộ dân có nhà bị ngập lụt, đưa tài sản đến nơi an toàn. Kiểm tra để khắc phục tình trạng cột điện đổ do ảnh hưởng của mưa bão, người dân xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí tích cực dọn dẹp bùn đất sau bão. Lực lượng chức năng thành phố Uông Bí kiểm tra tình hình xả lũ tại cống ba cửa, phường Yên Thanh đảm bảo xả lũ an toàn. Ngay từ sáng sớm cho tới thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên vẫn đang tích cực dọn dẹp những hậu quả do mưa bão gây ra. Thành phố Cẩm Phả đang gấp rút thực hiện khắc phục các điểm sạt lở bị bùn đất trôi dạt tại các tuyến đường, đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho người dân. Tại huyện Cô Tô, các lực lượng chức năng thu dọn cây gãy đổ. Người dân Cô Tô cũng đang tích cực dọn dẹp khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra. Lực lượng chức năng huyện Hải Hà cắt tỉa dọn dẹp cây đổ do ảnh hưởng của mưa bão. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trà Cổ, thành phố Móng Cái hỗ trợ người dân dọn dẹp sau mưa bão. Các lực lượng công an, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện khắc phục hậu quả của bão số 3 trên địa bàn thành phố Móng Cái. Tại huyện Bình Liêu, mưa to kéo dài đã gây sạt lở ta luy một số tuyến đường. Hiện tuyến đường nông thôn tại đầu cầu Bản Pạt thuộc địa bàn xã Lục Hồn, đường thị trấn Bình Liêu Húc Động bị sạt tại khu Nà Kẻ, thị trấn Bình Liêu và thôn Nà Ếch, xã Húc Động, đường Co Sầu, xã Đồng Tâm. Cây đổ, sạt lở tại một số khu vực ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã làm nước dâng cao, chảy xiết trên toàn bộ các tuyến sông, suối của huyện Bình Liêu. Tại huyện Cô Tô, do ảnh hưởng của bão số 3, toàn huyện còn có 6 hectare diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng. Hơn 200 cây xanh dọc đường trung tâm thị trấn bị đổ. Một số đoạn kè, đường cuối cống Vòng Si, chân dốc khu dịch vụ hậu cần nghề cá thị trấn Cô Tô bị sạt lở. Mưa lớn trong đêm nay đã làm hơn 100 hectare diện tích lúa và hoa màu xã Hiệp Hòa, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên bị ngập. Tại huyện Tiên Yên, một số khu vực ngập sâu. Trong ảnh, khu phố Long Thành, thị trấn Tiên Yên chìm trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Thành phố Cẩm Phả, nhiều nơi đã bị ngập úng cục bộ. Cụ thể, ngập úng một số tuyến đường trên địa bàn phường Quang Hanh, Cẩm Bình, Cẩm Đông, Cửa Ông. Thành phố Hạ Long, nhiều khu vực bị ngập cục bộ. Khu phố Đoàn Kết, phường Hà Lầm, nhiều nhà dân bị ngập trong nước. Cây xanh tại thành phố Móng Cái bật gốc, đổ vào phương tiện, gây thiệt hại cho chủ xe. Sập nhà dân ở tổ 6, khu 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, rất may không có thiệt hại về người. Uông Bí tập trung khắc phục thiệt hại sau bão. Trong sáng ngày hôm qua, lượng mưa tại thành phố Uông Bí đã giảm dần. Tuy nhiên, nước từ thượng nguồn vẫn chảy xuống, một số vùng trũng tiếp tục ứ đọng, ngập lụt do tiêu thoát nước kém. Sau bão số 3, đàn gia súc gia cầm của một số hộ dân khu 6 phường Bắc Sơn bị trôi, chết. Nhiều ao nuôi tôm cá thuộc phường Phương Đông bị ngập nước, thất thoát cá tôm. Nguồn nước ăn của nhiều hộ dân bị ô nhiễm. Trước đó, thống kê lúc 7 giờ ngày hôm nay, bão số 3 gây ngập lụt 321 hộ dân, trong đó 38 hộ bị ngập sâu, buộc phải di dời trong đêm. Một số điểm bị sạt lở đất đá, sạt lở kè suối, gãy đổ cây to, tường rào, cột điện. Nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão, tất cả các vị trí sạt lở đều được thành phố Uông Bí cử nhân lực và thiết bị cảnh báo rút dọn. Nhiều hộ dân phải di dời do ngập lụt sâu trong đêm hiện đã trở về nhà. Sáng sớm ngày hôm nay, tại chợ trung tâm thành phố Uông Bí, lượng bùn đất lớn trôi vào
khiến cho ban quản lý chợ chưa thể mở cửa để bà con tiểu thương vào buôn bán. Nhiều hộ đã bán hàng ngay tại cổng chợ vỉa hè, nguy cơ mất an toàn giao thông. Tình trạng này đã được thành phố Uông Bí xử lý ngay. Đến 7 giờ, chợ trung tâm Uông Bí được dọn dẹp sạch sẽ, bà con tiểu thương trở lại buôn bán ổn định. Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị thành phố Uông Bí huy động toàn bộ xe, máy, nhân lực triển khai thu dọn, bốc xúc đất đá sạt lở, cây xanh đổ gãy trên các tuyến đường giao thông đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Toàn bộ các phường, xã đều chủ động ra soát thiệt hại, huy động nguồn lực xe, máy, nhân lực tại chỗ, kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ địa phương xử lý các điểm sự cố sau bão. Phường Bắc Sơn là địa phương chịu thiệt hại do bão nhiều nhất. Ngay từ sáng, phường chủ động phương tiện hỗ trợ 9 trên 9 khu phố dọn dẹp trên các tuyến đường giao thông, cử cán bộ y tế thống kê và xử lý tiêu độc khử trùng nguồn nước ăn bị ô nhiễm cho các hộ dân. Phường cũng kịp thời hỗ trợ 200 suất ăn công nghiệp cho người dân khu 5, nơi bị mất điện và ô nhiễm nước nặng nhất. Việc thống kê vật nuôi, cây trồng bị trôi, chết cũng đang được phường triển khai tích cực. Lãnh đạo thành phố Uông Bí đi kiểm tra, kịp thời đưa ra chỉ đạo khắc phục đối với hệ thống tiêu thoát nước của thành phố, trong đó đặc biệt là các cống thuộc tuyến đê Vành Kiệu vốn đảm bảo nước ra vào cho nhiều vùng dân cư phía trong đê. Riêng cống ba cửa Đồng Xến, phường Yên Thanh chịu trách nhiệm tiêu thoát nước cho cả vùng dân cư phường Phương Đông trong đêm qua đã bị hư hỏng một phần, dẫn đến năng lực tiêu thoát nước kém. Lãnh đạo thành phố Uông Bí đã chỉ đạo khắc phục tạm thời để xử lý tình thế, sau bão sẽ đề xuất bổ sung đầu tư để đáp ứng nhu cầu đặt ra. Thành phố Hạ Long, mưa lớn gây sạt lở tại một số điểm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn tỉnh, đồng thời một số điểm trong các khu dân cư bị sạt lở gây mất an toàn cho người dân. Điển hình như tại thành phố Hạ Long, do ảnh hưởng của mưa bão đêm ngày hôm qua đã làm sạt lở khoảng gần 50 mét kè tại khu vực tổ 6, khu 5 phường Trần Hưng Đạo xuống khu vực phía dưới, ảnh hưởng trực tiếp đến gần chục hộ dân sinh sống nơi đây. Ông Trần Quang Long, tổ 6, khu 5, phường Trần Hưng Đạo cho biết khoảng 3 giờ ngày hôm qua, khu vực kè phía trên đã sạt lở xuống phía dưới. Thấy vậy, một số hộ dân phía dưới đã nhanh chóng di tản để đảm bảo an toàn. Rất may là không có thiệt hại về người. Lũ trên sông Tiên Yên bắt đầu rút. Không có thiệt hại về người do nước lũ. Từ 9 giờ ngày hôm nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với chiều cường khiến mực nước trên sông Tiên Yên dâng cao rất nhanh. Chỉ trong khoảng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, mực nước lũ trên sông Tiên Yên đã dâng cao vượt mức trung bình hơn 3 mét. Nhiều hộ dân các khu phố ven bờ sông của thị trấn Tiên Yên bị nước lũ cô lập. Quốc lộ 18C nối hai huyện Bình Liêu và Tiên Yên tạm thời bị lũ chia cắt ở nhiều đoạn. Toàn huyện có 604 hộ bị ngập úng, 330 hộ bị chia cắt do nước lũ sông Tiên Yên dâng. Trong đó, riêng thị trấn có 526 hộ, tất cả các ngầm, đập tràn trên địa bàn đều bị ngập, chia cắt. Toàn huyện có 72 điểm sạt lở, nhiều diện tích lúa, màu bị ngập và gia súc, gia cầm, thủy sản bị thiệt hại. Ước tổng thiệt hại đến thời điểm 14 giờ ngày hôm nay khoảng 28 tỷ đồng. Trước diễn biến nhanh của lũ trên sông, huyện Tiên Yên đã nhanh chóng kích hoạt triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn, huy động hàng trăm người thuộc các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện đến từng hộ sơ tán người dân và di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập do lũ. Vào khoảng 11 giờ trưa, nước lũ dâng cao đến tầm đỉnh lũ năm 2013 khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 18C bị ngập, có đoạn ngập trên 1 mét, tuyến đường nối Tiên Yên với Bình Liêu bị chia cắt. Đến 14 giờ ngày hôm nay, lũ trên sông Tiên Yên đã rút dần do trên thượng nguồn đã dừng mưa. Nhờ tích cực chủ động linh hoạt các phương án phòng chống cứu hộ cứu nạn, huyện Tiên Yên không có thiệt hại về người do nước lũ, thiệt hại về tài sản được hạn chế ở mức thấp nhất. Các lực lượng chức năng có mặt tại các điểm giao thông bị chia cắt để phân luồng điều tiết giao thông. Tuy nhiên, trước diễn biến vẫn còn khó lường của mưa lũ, huyện Tiên Yên vẫn không chủ quan lơ là, tập trung tối đa nhân lực, vật lực sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Mục tiêu cao nhất huyện Tiên Yên đặt ra là đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho nhân dân và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ. Tại các tuyến phố nằm ven bờ sông Tiên Yên thuộc địa bàn thị trấn Tiên Yên, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã được tăng cường giúp đỡ sơ tán người và tài sản cho người dân. Người dân di chuyển các đồ đạc giá trị lên các vị trí cao tránh nước lũ, các hộ chăn nuôi lùa đàn gia súc thoát khỏi các vị trí ngập nước, nhiều bạn nhỏ được người lớn đưa đi sơ tán khỏi vùng ngập lụt bằng xuồng trọng. Đến 14 giờ ngày hôm nay, nước lũ trên sông Tiên Yên dâng cao thêm và bắt đầu rút dần do thượng nguồn đã ngớt mưa. Người dân thôn Thác 11, xã Tiên Lãng nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường các điểm bị ngập.
hội viên hội phụ nữ thị trấn Tiên Yên dọn dẹp rác thải, cây gãy, củi mục bị lũ cuốn vào trung tâm thị trấn. Người dân khu phố thống nhất chung sức tát nước sông ra khỏi nhà. Người dân cần làm gì khi xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất? Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi đo được hơn 160mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 giờ qua, từ 20 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Đông Lai, Hòa Bình 160,4mm, Trường Khoa, Sơn La 91,8mm, Lâm Thao, Phú Thọ 66,4mm, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 160,2mm, Mường Lý, Thanh Hóa 55,6mm, Kiên Lao, Bắc Giang 57mm, Minh Quang, Vĩnh Phúc 71,7mm, Việt Trì, Phú Thọ 66mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hóa đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa trên 90%. Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc là rất cao. Các địa phương sau cần lưu ý. Cần làm gì khi xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất? Trước những dự báo đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đưa ra những hướng dẫn để người dân phòng tránh lũ, quét, sạt lở đất như sau. Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo bão, cảnh báo mưa, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tàu thuyền, nơi neo đậu, bảo vệ lồng bè, tài sản, không ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè, nuôi trồng thủy sản, gia cố, chằng chống nhà cửa, biển, cảnh báo, cắt tỉa cành cây, hạn chế di chuyển trong mưa lũ, trường hợp cần thiết phải đảm bảo an toàn. Không đi qua ngầm tràn, cầu, cống hoặc các đường giao thông khi lũ đang tràn qua, lưu ý quan sát các dấu hiệu xảy ra lũ quét sạt lở đất xung quanh nơi ở và khu vực sản xuất để chủ động ứng phó, chủ động di rời ra khỏi khu vực ngập sâu có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét. Tuân thủ chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan chức năng, phòng chống lũ ngập úng vùng trũng, khu vực đô thị. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 201 điểm dân cư có nguy cơ thiên tai cao với 5.273 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai, cần phải có phương án bố trí sắp xếp, ổn định dân cư theo quyết định số 1776 QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020. Trong đó, riêng khu vực thường xuyên bị ngập úng có 70 điểm với 1.830 hộ, gồm huyện Mai Châu 111 hộ, Lạc Thủy 740 hộ, Cao Phong 8 hộ, Yên Thủy 659 hộ, Lương Sơn 289 hộ, Kim Bôi 23 hộ. Ngoài ra, tại khu vực đô thị, nhất là trên địa bàn thành phố Hòa Bình, có những tuyến đường, khu dân cư thường xảy ra ngập cục bộ tại một số điểm khi có mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng tới giao thông và cuộc sống của người dân. Từ đầu năm đến nay, tình trạng mưa to gây lũ ngập úng đã xảy ra tại các địa phương. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ tháng 6 đến tháng 8, trên phạm vi khu vực tỉnh đã có 6 đợt mưa lớn diện rộng và 2 ngày mưa diện rộng. Đáng lưu ý là đợt mưa từ ngày 10 đến ngày 12 vừa qua do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 3 và ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 nên đã có mưa diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 142 đến 258mm. Trong đó, huyện Mai Châu có tổng lượng mưa lớn nhất và ngày 11 tháng 8 có mưa ngày lớn nhất lên tới 210mm. Mưa lũ đã gây thiệt hại về người, nhà ở, giao thông, thủy lợi và một số công trình khác. Về sản xuất nông nghiệp, có trên 1.050 ha lúa hoa màu bị ngập úng, thiệt hại và ảnh hưởng. Nhìn dòng nước lũ, suối trăm đục ngầu, cuồn cuộn chảy, đe dọa sự an toàn của các hộ dân hai bên bờ. Bà Bùi Thị Huệ, bí thư chi bộ tổ 4, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình cho biết, con suối này bình thường không nhiều nước, nhưng chỉ cần mưa to liên tục trong 2-3 tiếng thì nước dâng rất nhanh, ngầm không qua lại được và nước có thể vào đến nhà dân. Ở tổ 4 có 10 nóc nhà, tổ 3 cũng có nhiều hộ sinh sống hai bên suối. Vào mùa mưa, bà con luôn nơm nớp lo chạy lũ. Từ thực tế này, chúng tôi mong muốn các cấp ngành chức năng xem xét hỗ trợ kè lại hai bên bờ suối để mỗi khi lũ về, nhân dân không còn lo ngại sạt trượt hay nước tràn vào nhà rất nguy hiểm, nhằm không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và của. Hiện đã bước vào cao điểm mùa mưa lũ với dự báo sẽ diễn biến phức tạp, khó lường.
Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ nay đến tháng 2 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta từ 3 đến 5 cơn. Đề phòng xảy ra bão có hướng di chuyển phức tạp và mưa lớn dồn dập. Cũng theo cơ quan chức năng, dự báo trong tháng 9, tháng 10 tới, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh sẽ cao hơn trung bình nhiều năm. Từ tháng 9, tháng 11 năm 2022, trên các sông suối ở tỉnh xuất hiện 1 đến 2 đợt lũ vừa và lũ lớn nguy hiểm nhằm chủ động phòng chống lũ, ngập lụt, úng, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương, cơ quan có liên quan theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng chống ngập úng cho sản xuất nông nghiệp. Tổ chức khoanh vùng diện tích có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó cụ thể phù hợp với đặc điểm của địa hình, tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng. Tổ chức bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa. Khi xảy ra mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để tiêu nước. Tổ chức rà soát xác định trọng điểm công trình thủy lợi có nguy cơ mất an toàn, chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, đặc biệt các công trình đang thi công xây mới và sửa chữa nâng cấp hồ chứa vừa nhỏ, hồ chứa xung yếu và hồ chứa đang có mức trữ cao. Các hồ chứa có cửa van đều tiết lũ cần theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến để có phương án vận hành phù hợp theo quy định tại quy trình vận hành. Lưu ý việc vận hành xả lũ nếu có phải đảm bảo đồng thời yêu cầu an toàn công trình đầu mối vùng hạ lưu. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ bão với các hồ chứa đã tích đầy nước hoặc có mưa trữ cao cần theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến để có phương án vận hành phù hợp, kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm 4 tại chỗ khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. Ngọc Sơn nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Cơn bão số 3 đã đi qua, nhưng ông Quách Văn Điền ở xóm Rộng, xã Ngọc Sơn, Lạc Sơn vẫn bàng hoàng trước cảnh tượng đất đá trên đồi cao sụt lún xuống căn nhà mà bao công sức vợ chồng ông vun vén. Rất may không có thiệt hại về người. 9 thành viên trong gia đình ông Điền phải di chuyển sang ở nhà tạm thời người thân để đảm bảo an toàn tính mạng và nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tại nhà của ông Điền, cây cối cuốn theo bùn đất nằm chỏng chơ tại sân vườn. Các thành viên trong gia đình ở nhờ nhà người thân trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn nếu tiếp tục sinh sống tại căn nhà. Ông Điền trăn trở do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Đặc biệt tối qua khoảng 23 giờ vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy đất đá cuồn cuộn theo dòng nước chảy xối xả xuống chân nhà sàn. Được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, gia đình tôi may mắn di rời kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng. Nỗi trăn trở của tôi hiện nay là toàn bộ vốn liếng, tiền tiết kiệm gần 200 triệu đồng đã dồn vào xây sửa căn nhà. Giờ ở lại thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chuyển đi cũng chưa biết đi đâu. Chính vì vậy chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp gia đình được tái định cư tại nơi ở mới an toàn. Không riêng gì gia đình, ông Điền nằm trong vùng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Xóm Rộc có 116 hộ dân thì có hơn 50% hộ sinh sống tại các khu vực xung yếu. Nguyên nhân chính do địa bàn chủ yếu là đồi núi, địa hình dốc, diện tích đất ở hạn hẹp nên các hộ dân xây dựng nhà ở tại ven sườn đồi. Do địa chất phức tạp tại các khu vực đồi núi cao ít có cây lâu năm phủ xanh đất trống đồi trọc nên nếu mưa lớn sẽ xảy ra tình trạng sạt lở, nước cuốn theo đất đá đổ ập xuống vùng thấp nơi có các hộ dân sinh sống. Toàn xã hiện có 56 xóm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài từ 2 ngày nay, gây sạt lở ở nhiều khu vực thôn, xóm và các tuyến đường giao thông. Theo giả soát, 40 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại 1,3 tấn cá, 10 điểm sạt lở tại các tuyến đường giao thông liên xóm với trên 1.300 mét khối đất đá. Một hộ dân buộc phải di rời đến nơi an toàn. Tổng thiệt hại ước gần 600 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia di dời người và tài sản đến nơi an toàn, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động nhân lực, vật lực nhanh chóng khắc phục thiên tai, tiếp tục phối hợp với các xóm tổ chức rà soát khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao để báo cáo chính quyền các cấp có phương án xử lý kịp thời, phân công cán bộ duy trì chế độ trực, thành lập các chốt cảnh báo tại khu vực không đảm bảo an toàn.
đồng chí Bùi Văn Trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, chủ động trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã phân công lực lượng bám sát địa bàn để kịp thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Hiện trên địa bàn còn một điểm sạt lở đất đá tại đường giao thông Xóm Rộng do khối lượng đất đá lớn. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã tiếp tục huy động nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả thiên tai để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chính quyền xã mong muốn nhà nước quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí tạo điều kiện cho các hộ sinh sống trong vùng nguy hiểm được di dời đến nơi an toàn. Qua đó, đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Quảng Ninh, nước sông dâng cao, nhiều nơi ngập lụt mái nhà. Hoàn lưu của bão số 3 đã khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn kéo dài, đã khiến nhiều khu dân cư, đường phố bị ngập sâu, gây ảnh hưởng cuộc sống người dân. Theo ghi nhận sáng nay, nước sông Tiên Yên, huyện Tiên Yên lên cao, dâng ngập khu phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên. Đường vào thôn Trác 71, xã Tiên Lãm bị chia cắt do nước lũ dâng cao qua đập tràn. Bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền tại khu vực Quảng Tây, Trung Quốc, nhưng hoàn lưu của bão vẫn gây mưa lớn diện rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh. Nhiều đoạn dọc quốc lộ 18A bị chia cắt do nước dâng cao, phương tiện phải quay đầu đi hướng khác hoặc dừng xe chờ nước rút. Mưa lớn kéo dài suốt đêm cho đến sáng nay không ngớt đã khiến các địa phương trên địa bàn tỉnh này như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí bị ngập lụt. Ngập sâu nhất trên quốc lộ 18A là đoạn qua đường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Hàng loạt xe chết máy nhờ tới cứu hộ giao thông. Thành phố Uông Bí, mưa lớn đã gây ảnh hưởng tới hơn 300 hộ dân, trong đó 38 hộ dân bị ngập sâu đã được lực lượng chức năng di dời người và tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm. Nhiều người dân Quảng Ninh có đêm thức trắng để di chuyển tài sản vì mưa lớn. Hiện tại một số địa phương ở phía đông của tỉnh Quảng Ninh như huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà và thành phố Móng Cái vẫn còn mưa. Chính quyền đã phát đi thông báo di chuyển người dân ở những nơi xung yếu có nguy cơ sạt lở đã được tới nơi an toàn. Mưa lũ ở Hòa Bình khiến một người đàn ông mất tích. Trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã xuất hiện mưa lũ gây thiệt hại lớn về người, nhà cửa, hoa màu. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ ngày hôm qua đến nay trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và mưa rất to. Lượng mưa lớn nhất đạt 172,4mm tại xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc. Mưa lớn đã gây ra lũ quét sạt lở đất tại các địa phương như huyện Lương Sơn, Đà Bắc, Cao Phong. Đặc biệt tại huyện Lương Sơn có một người mất tích. Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày hôm qua, ông NMT sinh năm 1960, trú tại thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đi xe máy trên đoạn đường gần khu vực cầu Vai Lon, thôn Đất Đỏ. Do trời tối và đoạn đường trơn nên nạn nhân đã trượt xe máy xuống mương nước rồi mất tích, hiện chưa tìm thấy. Đồng thời, 7 hộ dân bị thiệt hại lớn do mưa lũ, cụ thể huyện Cao Phong 1 hộ, huyện Đà Bắc 6 hộ gia đình. Tại huyện Đà Bắc, diện tích lúa bị ngập lên đến khoảng 1 hectare tại Xóm Rộng, xã Nánh Nghệ, trường tiểu học và trung học xã Trung Thành bị ngập sâu 20m tường bao và có 17 điểm sạt lở trên địa bàn huyện. Sau khi nắm bắt được thông tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đã kịp thời chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhanh chóng triển khai các biện pháp tiêu thoát úng cho hoa màu, cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn, khắc phục những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn. Đơn vị đã yêu cầu các địa phương tổ chức huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích, tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời. Ninh Bình, mưa lũ khiến nhiều nhà dân bị ngập nước. Những ngày qua mưa lớn kéo dài, kèm theo nước ở thượng nguồn đổ về khiến nhà cửa của các hộ dân tại thôn Cao Thắng, xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình bị ngập sâu trong nước, giao thông đi lại bị chia cắt. Do vị trí nằm ở ngoài đê, mỗi khi mưa lớn, nước lũ thượng nguồn từ Hưng Thi, Hòa Bình đổ về khiến hàng trăm hộ dân tại thôn Cao Thắng, xã Đức Long, Nho Quan ngập trong biển nước. Đây là trận lũ lụt đầu tiên trong năm 2022 xảy ra tại thôn Cao Thắng. Theo người dân ở đây cho biết, nước lũ bắt đầu đổ về từ chiều ngày hôm qua khiến nhà cửa, ruộng vườn, đường xá ở đây chìm trong biển nước. Mọi sinh hoạt của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn, giao thông đi lại bị chia cắt. Do nằm ngoài đê Lợi Hà nên hầu như năm nào người dân ở đây cũng bị ngập lụt. Bà Bùi Thị Nhi, bí thư chi bộ thôn Cao Thắng cho biết, nước lũ thượng nguồn đổ về bắt đầu từ chiều hôm qua và lên khá nhanh, nhất là những khu vực trũng ở giữa làng, nước ngập sâu lên đến 1m. Hiện nay hầu hết các tuyến đường giao thông trong thôn bị ngập, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Thôn Cao Thắng hiện có trên 200 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Năm nào người dân ở đây cũng phải hứng chịu 5 đến 7 trận lụt, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Cao Thắng cũng là thôn duy nhất của xã Đức Long chưa có nước sạch.
Chính vì vậy, mỗi khi xảy ra lũ lụt, các giếng khoan đều bị ngập, nước dùng trong sinh hoạt của người dân hầu như không có, bà Nhi nói. Có mặt tại thôn Cao Thắng vào chiều hôm nay, theo ghi nhận của phóng viên, nước đã bắt đầu rút, tuy nhiên nhiều khu vực trong thôn Cao Thắng vẫn còn ngập sâu, giao thông đi lại trong thôn vẫn đang bị chia cắt. Mọi sinh hoạt của người dân ở đây vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cảnh báo nguy hiểm khi đi qua các đập tràn trong mùa lũ ở Phú Thọ. Với đặc thù là địa phương có mật độ sông suối dày đặc, địa hình bị chia cắt, mùa lũ tại tỉnh Phú Thọ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét bất ngờ, đặc biệt tại các huyện miền núi vùng cao có nhiều đập tràn giao thông. Tại tỉnh Phú Thọ, mỗi khi mùa mưa lũ đến, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông suối dâng cao, các đập tràn thường xuyên ngập chìm trong dòng nước chảy xiết, trở thành mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi muốn đi qua. Mặc dù công tác tuyên truyền cảnh báo trước và trong mùa lũ đã được các cấp các ngành chức năng tăng cường đẩy mạnh, tuy nhiên hàng năm vẫn xảy ra không ít các vụ tai nạn thương tâm. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 đợt thiên tai, khiến 4 người chết, trong đó một người bị lũ cuốn trôi. Hôm qua, sau cơn mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 3, nước lũ dâng cao chảy xiết đã khiến một cán bộ y tế bị lũ cuốn trôi khi đang cố gắng đi qua đập tràn tại xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn. Thực tế cho thấy các vụ tai nạn xảy ra tại các đập tràn đa phần là vì người dân cố tình đi qua đập dù không an toàn. Sẽ rất nguy hiểm khi người dân có tâm lý chủ quan vì nắm chắc địa hình, tự tin vào khả năng ứng phó và bỏ qua những cảnh báo nhắc nhở nên đã xảy ra các sự cố đáng tiếc. Đối với các xe ô tô, xe khách, mặc dù có trọng tải lớn mang lại cảm giác an toàn, nhưng nếu dòng nước chảy xiết, dâng cao vượt gầm xe, khả năng sức nước có thể đẩy trôi xe hoặc khiến xe bị kẹt giữa đập tràn và hoàn toàn có thể xảy ra. Ông Kiều Đức Mạnh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Sơn, các cấp các ngành của huyện thường xuyên có các biện pháp như cắm biển báo nguy hiểm, lập barrier chắn tại các điểm ngập nước đập tràn, đồng thời tuyên truyền cảnh báo người dân về những mối nguy hiểm trong mùa mưa lũ. Huyện Thanh Sơn sẽ luôn sát sao chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để bảo vệ tính mạng tài sản cho người dân, đồng thời khuyến cáo người dân cần cẩn trọng đánh giá được mức độ nguy hiểm của các đập tràn khi mùa mưa lũ đến để phòng tránh, ông Mạnh thông tin. Để phòng tránh rủi ro khi lưu thông qua các khu vực ngầm, đập tràn vào mùa mưa lũ, ngoài việc đặt các hệ thống biển cảnh báo barrier cầu chắn, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở người dân về sự nguy hiểm của các đập tràn khi mưa lũ đến. Cùng với đó, các xã, thôn, bản có đập tràn cần tổ chức giám sát theo dõi, cử người túc trực thường xuyên, kiên quyết không để cho người dân cố ý vượt đập tràn khi nước lũ dâng cao, nhanh chóng xử lý các sự cố trong phạm vi khả năng. Đối với người dân, cần chú ý hệ thống các biển báo, nước đo mực nước sâu, cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Bão số 3 đã đổ bộ vào lưu vực sông Dương Tử ở Quảng Đông. Kính thưa quý vị khán giả, hôm qua cơn bão số 9 năm nay Ma-on đã đổ bộ vào bờ biển Dien Bai, Quảng Đông, mang theo gió và mưa mạnh đến Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và những nơi khác. Theo dự báo khí tượng, trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ có mưa to đến rất to ở phía Tây lưu vực Tứ Xuyên, Nam Thiểm Tây, Tây Hà Nam và các nơi khác, hạn hán cục bộ và lũ lụt có thể chuyển mạnh. Dòng chính của sông Tarim ở Tân Cương đã vượt qua cảnh báo trong hơn 50 ngày và việc kiểm tra và phòng thủ đê điều đang phải chịu áp lực rất lớn. Nhiệt độ cao và hạn hán ở lưu vực sông Dương Tử vẫn tiếp tục. Theo sự sắp xếp và triển khai của Wang Xianxi, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý Khẩn cấp, Tổng cục Quốc phòng và Cục Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức một hội nghị truyền hình đặc biệt về lũ lụt, kiểm soát, hạn chế hạn hán và bão lụt ngày hôm qua, nhấn mạnh yêu cầu thực hiện triệt để công tác kiểm soát lũ lụt của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Trên tinh thần chỉ thị quan trọng về cứu trợ hạn hán và giảm nhẹ thiên tai, chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để làm tốt công tác phòng chống bão Ma-on, ngăn chặn lượng mưa lớn ở miền Tây Trung Quốc, kiểm tra các con đê trên sông Tarim ở Tân Cương và ứng phó với nhiệt độ cao và hạn hán ở lưu vực sông Dương Tử. Zhou Shengwen, Tổng Thư ký Tổng cục Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước chủ trì cuộc họp. Hiện tại, lực lượng phòng vệ quốc gia tiếp tục duy trì ứng phó khẩn cấp 4 cấp đối với công tác kiểm soát lũ lụt và bão tại 4 tỉnh bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Phúc Kiến. Duy trì ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt tại 3 tỉnh bao gồm Sơn Tây, Thiểm Tây và Cam Túc. Duy trì ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt ở An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, 10 tỉnh bao gồm Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Giang Tô, Quý Châu, Hà Nam, Thiểm Tây và 10 tỉnh khác đã ứng phó khẩn cấp 4 cấp với hạn hán, hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ các tỉnh có liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống lũ, lụt, hạn hán và bão lụt.
Tính đến nay, các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam đã tổ chức đưa tổng số 111.600 tàu cá về cảng trú bão, 36.500 người khai thác xa bờ và người nuôi trồng thủy sản xa bờ đã vào bờ trú ẩn, hơn 420.000 người được chuyển từ khu vực nguy hiểm trên bờ. Nội Mông, Thiểm Tây, Sơn Tây, Thanh Hải và 4 tỉnh khác duy trì ứng phó khẩn cấp, kiểm soát lũ lụt 4 cấp, tăng cường nhiệm vụ khẩn cấp và tham vấn và phán đoán, thực hiện cảnh báo sớm, phản ứng khẩn cấp và cảnh báo sớm và cơ chế liên kết ứng phó khẩn cấp trực tiếp với người có trách nhiệm ở cấp cơ sở, nỗ lực làm tốt công tác phòng chống thiên tai, địa chất núi lửa, lũ lụt các sông vừa và nhỏ, ngập úng đô thị, nông thôn và các công tác phòng chống thiên tai khác. Khu tự trị Tân Cương duy trì phản ứng khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt. Tại lưu vực sông Tarim, tổng số hơn 280.000 nhân viên kiểm tra đê điều, 1.762 bộ máy móc thiết bị, hơn 529.000 bao diệt, hơn 3,524 triệu mét khối đất đá và 494 tuyến đê đã được tu bổ và củng cố các hiệu quả đảm bảo an toàn phòng chống lũ trên sông Tarim. Ba tỉnh bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tây duy trì ứng phó khẩn cấp 3 cấp đối với hạn hán và 9 tỉnh bao gồm Hồ Bắc, Hồ Nam và An Huy duy trì ứng phó khẩn cấp 4 cấp đối với hạn hán. Tất cả các địa phương đều tăng cường theo dõi, nghiên cứu, nhận định tình hình hạn hán và quản lý nguồn nước chống hạn, làm mọi cách để tăng cường nguồn nước cứu hạn, tăng cường sử dụng nước có kế hoạch, thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước, đảm bảo hiệu quả nước sinh hoạt của quần chúng nhân dân và nước tưới vụ thu. Tin tức mạng thời tiết Trung Quốc sáng hôm qua cũng cho biết cơn bão số 9 năm nay Ma-on đã đổ bộ vào bờ biển Danbai, Quảng Đông, mang theo bão mạnh đến phía tây Quảng Đông, đồng bằng sông Châu Giang và các khu vực khác. Tuy nhiên, do tốc độ di chuyển nhanh của cơn bão này, nó không ở lại Quảng Đông trong thời gian dài. Trong ngày hôm nay, ảnh hưởng của gió và mưa ở hầu hết các khu vực địa phương sẽ suy yếu đáng kể. Chỉ ở các khu vực phía tây Quảng Đông và sông Châu Giang, đồng bằng sẽ có một số đợt mưa lớn. Mọi người cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo, chú ý đề phòng ảnh hưởng của mưa gió. Theo Đài Quan sát Khí tượng Trung ương, khoảng 10 giờ 30 phút sáng hôm qua, bão số 9 năm nay Ma-on đã đổ bộ vào bờ biển Danbai, Quảng Đông kèm theo gió và mưa. Sau khi Ma-on vào bờ, qua quá trình tiến sâu vào nội địa, nó đã gây ra mưa lớn ở Quảng Đông. Tính đến 13 giờ 48 phút ngày hôm qua, Quảng Đông vẫn có 16 tín hiệu cảnh báo mưa bão, trong đó Suwen đã đưa ra cảnh báo mưa bão. Không chỉ vậy, theo cư dân mạng, tại quận Sen San, Thâm Quyến còn xảy ra một trận lốc xoáy. Cục Khí tượng Thâm Quyến và Trung tâm Nghiên cứu Lốc xoáy Phật Sơn xác nhận rằng đạt điểm tiếng vọng hình móc câu siêu bão bắt đầu xuất hiện ở vùng biển gần Sanwe Tapir Gate lúc 12 giờ 12 phút, tính năng với vận tốc mức thấp nhất hiện lúc 18 giờ và tính năng với vận tốc mạnh biến mất lúc 12 giờ 36. Vì vậy, nó được xác định là một cột nước. Một trong những đặc điểm chính của bão Ma-on là nó di chuyển rất nhanh. Nó đã rời Quảng Đông vào đêm qua và di chuyển vào vùng biển phía bắc của vịnh Bắc Bebu, sau đó tiếp tục đi về phía tây. Nó lại đổ bộ vào bờ biển tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam vào khoảng 10 giờ tối hôm qua. Lúc 2 giờ sáng hôm nay, Ma-on đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam và tâm của nó vẫn nằm ở tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam lúc 5 giờ sáng nay. Dự báo trong ngày hôm nay, gió và mưa ở hầu hết các nơi ở Quảng Đông sẽ suy yếu đáng kể, có mưa rào và dông cục bộ tại các thành phố và quận phía tây Quảng Đông và đồng bằng sông Châu Giang, có thể có dông và mưa to cục bộ ở các thành phố và quận còn lại. Về thành phố Quảng Châu, nhiều mây vào ban ngày, có dông và mưa to cục bộ, trời nhiều mây vào ban đêm, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C, độ ẩm tương đối từ 75 đến 95% và có gió đông nam nhẹ đến trung bình. Thâm Quyến hôm nay nhiều mây, có mưa rào sấm sét, nhiệt độ 26 độ C đến 37 độ C, gió đông nam cấp 3, vùng ven biển, vùng cao và vùng biển có gió giật mạnh từ cấp 6 đến cấp 7 và độ ẩm tương đối là 75 đến 95%. Trong 2 ngày tới, hầu hết Quảng Đông sẽ nhiều mây và nhiệt độ tăng trở lại. Cục khí tượng nhắc nhở rằng hôm nay mưa ở phía tây Quảng Đông và khu vực đồng bằng sông Châu Giang vẫn còn tương đối rõ rệt và sẽ có mưa lớn ở khu vực địa phương, lở đất và các thảm họa khác có thể xảy ra do mưa lớn. Chú ý phòng chống mưa gió và an toàn giao thông khi ra ngoài. 10 giờ 30 phút ngày hôm qua, bão số 9 năm nay Ma-on đã đổ bộ vào bờ biển Danbai, Quảng Đông. Đây là hệ thống nhiệt đới thứ tư đổ bộ vào Quảng Đông trong năm nay sau bão Chaba, áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông và cơn bão Hoa Mộc Lan. Chịu ảnh hưởng của Ma-on sẽ có gió và mưa rõ ràng ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam và các nơi khác. Trong ngày hôm nay, ngập úng thành thị và nông thôn.
4 tỉnh và khu vực bao gồm ven biển Quảng Đông, Quảng Đông và Quảng Tây đã hứng chịu gió lớn và mưa lớn. Lượng mưa lớn do bão Ma-on mang lại sẽ chủ yếu xuất hiện ở bán đảo Lôi Châu ở Quảng Đông, phần phía bắc của đảo Hải Nam và bờ biển phía nam của Quảng Tây. Ví dụ, lượng mưa cục bộ ở phần phía bắc của đảo Hải Nam có thể lên tới 250-300mm. Cần chú ý hơn đến việc phòng ngừa lượng mưa lớn ở những khu vực này sẽ gây ra ngập úng và lũ lụt. Khu vực ven biển Quảng Đông nằm giữa áp cao cận nhiệt đới và bão Gardien, khí áp lớn cộng với ảnh hưởng của gió ven biển nên gió tương đối mạnh. Do tốc độ di chuyển nhanh của Ma-on, lượng mưa lớn sẽ không ở lại một nơi quá lâu. Điều này sẽ rút ngắn thời gian ảnh hưởng của bão. Ma-on chủ yếu ảnh hưởng đến miền Nam Trung Quốc vào ngày hôm qua và sẽ chuyển đến Vân Nam vào ngày hôm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo từ hôm nay đến 2 ngày tiếp theo, ở Trung và Nam Quảng Đông, Trung và Nam Quảng Tây, đảo Hải Nam, Nam Vân Nam có mưa to đến rất to, từ 250-300mm. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng lượng mưa trong thời gian ngắn cục bộ sẽ tương đối mạnh và các con sông vừa và nhỏ như Phan Trên Gang và Quyên Giang trên lưu vực sông Pearl có thể vượt qua mức cảnh báo. Cần đề phòng các thảm họa thứ cấp như ngập úng ở thành thị và nông thôn. Ngoài lượng mưa lớn, Ma-on cũng sẽ mang lại một chút mát mẻ. Bị ảnh hưởng bởi bão và mưa, thời tiết nhiệt độ cao ở miền Nam Trung Quốc sẽ giảm bớt ở một mức độ nào đó. Ví dụ như Quảng Châu và Nam Ninh sẽ giảm từ nhiệt độ cao trên 35 độ C trong 2 ngày trước xuống còn khoảng 30 độ C. Ngoài ra, về gió mạnh, trong những ngày tới, khu vực Trung và Bắc Biển Đông, eo biển Basi, nam eo biển Đài Loan, vịnh Bắc Bộ, vùng biển gần quần đảo Tây Sa, vùng biển gần quần đảo Trung Sa, vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan, vùng biển Quảng Đông, vùng biển Quảng Tây, Hải Nam, ven biển đảo này sẽ có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, gió giật mạnh cấp 10 đến 12 và gió giật mạnh từ 13 đến 14 độ ở các vùng biển lân cận hoặc các khu vực có tâm bão Ma-on đi qua. Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng hơn 10 cơn bão đã được tạo trên Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay. Trong đó, 3 cơn bão Chaba, Mulan và Ma-on đã đổ bộ vào Trung Quốc. Và tất cả chúng đều đã cập bến Quảng Đông. Ngoài ra, một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng đã đổ bộ vào Quảng Đông trong năm nay. Từ thống kê lịch sử của Đài quan sát khí tượng Trung ương, các cơn bão mùa hè đã đổ bộ vào Quảng Đông thường xuyên nhất. Từ năm 1949 đến năm 2021, có tổng cộng 122 cơn bão đổ bộ vào Quảng Đông. Theo quan điểm của các địa điểm đổ bộ, bão đã đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông từ đông sang tây. Nói chung, bờ biển phía tây sẽ bị bão hơn bờ biển phía đông, đặc biệt là bán đảo Lôi Châu. Trong số đó, bão mùa hè nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào 3 thành phố cấp tỉnh hàng đầu ở Quảng Đông, đó là thành phố Trạm Giang 36, thành phố Dương Giang 22 và thành phố Sơn Vĩ 13. Ngoài ra, về gió mạnh, từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới, khu vực Trung và Bắc Biển Đông, eo biển Basi, nam eo biển Đài Loan, vịnh Bắc Bộ, vùng biển quần đảo Tây Sa, vùng biển gần quần đảo Trung Sa, vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan, vùng biển Quảng Đông, vùng biển Quảng Tây, Hải Nam, ven biển này sẽ có gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, gió giật mạnh cấp 10 đến 12 và gió giật mạnh từ 13 đến 14 độ ở các vùng biển lân cận hoặc các khu vực có tâm bão đi qua.